đúng không ạ? Cái câu này thì rất là nhiều bạn nào có thể biết được rồi. Thì từng chữ một đều nối nhau, mà đọc lên cũng phải câu sóng câu mái, rất là hay. Thế thì cái này thì rất khó để có thể truyền đạt được sang tiếng nước ngoài. Là nó mang cái tính âm dương rất đặc sắc của cái văn hóa Á Châu đó. Đúng ạ. Và cái đối nhau thì nó cũng đối bằng thanh nữa, thanh điệu cũng đối. Thì cái này thì nếu mà thanh điệu mà đối thì không thể dịch được. Mình có thể làm một cách khác, thí dụ như là trong kịch nô người ta cũng làm, là người ta sẽ chạy một cái dòng giải thích ở dưới. Đối với cả sân khấu Kabuki cũng vậy đúng không ạ? Vâng, Kabuki cũng thế. Nhưng mà Kabuki nó giống như chèo hơn, mà kịch nô thì nó giống như là cuồng hơn, nó là vương giả hơn. Vừa rồi thì nhà nghiên cứu văn hóa dịch giả Chu Thu Phương cũng đã cho quý vị thính giả yêu sân khấu biết đôi chút về tính chất công việc của một người làm công tác dịch giả, công tác phiên dịch, để giúp khán giả nước ngoài có thể hiểu được những cái tính đặc trưng của nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền thống dân tộc. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng dịch giả Chu Thu Phương đến vài ý kiến